tất cả chúng ta đều có những khoảnh khắc cảm thấy như chúng ta dường như điên đầu với kết nối Internet của mình. Cho dù đó là khách hàng cần tệp dữ liệu ngay bây giờ, hay bạn cần sửa đội hình trong mơ của mình, thì nhân vật trong game của bạn bị mất kết nối 2 phút trước giờ chơi. Một ngày của bạn sẽ trở nên thú vị hay tồi tệ đều là do kết nối Wi-Fi. Và tất cả mọi thứ từ tủ lạnh của bạn cho đến những món đồ trang trí ngày lễ đều có thể góp phần vào một kết nối tệ hại. Chúng ta hãy xem qua 7 trong số những kẻ giết chết Internet phổ biến này và làm thế nào bạn có thể chắc chắn rằng tất cả các trải nghiệm xem soi sáng của bạn đều không bị gián đoạn. Đầu tiên là lò vi sóng. Nếu bạn vừa nhét một túi bỏng ngô vào lò vi sóng để thư giãn trong khi bắt kịp loạt phim yêu thích của mình, có thể bạn sẽ muốn đợi cho đến khi bỏng ngô chín trước khi bắt đầu bộ phim đấy. Điều này là do cả tín hiệu Wi-Fi và lò vi sóng của bạn đều hoạt động trên cùng một tần số là 2.4GHz. Mỗi lò vi sóng cần được che chắn đúng cách để nó không rò rỉ bất kỳ bức xạ nào. Nhưng thực tế là tất cả chúng đều bị rò rỉ đủ để gây nhiễu từ hoặc nhiễu tần số vô tuyến RF. Trước khi bạn phát hiện ra lò vi sóng rò rỉ bức xạ, hãy yên tâm rằng các tần số này không phải là bức xạ ion hóa có thể gây hại cho người hoặc vật nuôi. Nó giống như tín hiệu vô tuyến, và vâng, tín hiệu Wi-Fi của bạn cũng là tín hiệu vô tuyến, mặc dù nó phát sóng ở tần số cao hơn so với đài phát thanh truyền thống. Sự can thiệp này ở tần số 2.4GHz có thể do các thiết bị như bộ định tuyến, thiết bị giám sát trẻ, điện thoại cố định không dây và bất kỳ thiết bị Bluetooth nào bạn có thể nghĩ ra. Các nguồn ít phổ biến hơn cũng gây nhiễu có thể kể đến từ lò nướng bánh, máy massage nhiệt, chăn điện, vợt điện bắt côn trùng và bộ cảm ứng điều khiển ánh sáng. Cách khắc phục tốt nhất cho việc này là sử dụng thiết bị Wi-Fi tần số 5GHz trên mạng 802.11n. Bộ định tuyến của bạn cũng có thể có một cài đặt tự động dò kênh, nhưng điều đó được thiết kế để tắt tín hiệu Wi-Fi và có thể không hoạt động tốt như khi sử dụng bộ định tuyến hiện đại hơn. Thứ hai trong danh sách này, máy bay không người lái và các đồ chơi điều khiển từ xa khác. Nhiều cái trong số những đồ chơi này bắt tín hiệu với điều khiển từ xa mà bạn sử dụng ở tần số 2.4GHz mà tôi vừa nói với bạn. Không phải tất cả các mô hình sẽ gây ra sự can thiệp này, nhưng các thiết bị mạnh và tầm xa có thể gây nhiễu. Cách khắc phục cho việc này, ngoài việc có một bộ định tuyến được cập nhật, chỉ đơn giản là không chơi trò máy bay không người lái của bạn trong khi đang phát bộ phim Cậu bé mất tích, dễ như ăn bánh nhỉ. Số 3. Ngày lễ và đèn trang trí. Vâng, đèn dây giống như bạn sử dụng trên cây thông Giáng sinh hoặc đặt xung quanh phòng để trang trí cho một bữa tiệc tuyệt vời có thể là lý do khiến bạn không thể phát danh sách bài hát tuyệt vời của bữa tiệc mà bạn đã dành hàng giờ liền lựa chọn. Các đèn này sử dụng các chip đặc biệt, cái mà sẽ tạo ra từ trường tương tác với các tần số vô tuyến được phát bởi bộ định tuyến của bạn. Bây giờ, bạn không muốn phá hỏng tâm trạng nếu như phải tắt thứ ánh sáng tuyệt vời này, vậy thì cách khắc phục tốt nhất là chỉ cần thử giữ bộ định tuyến của bạn cách xa bóng đèn nhất có thể. Thứ tư, tủ lạnh. Chết tiệt, có thiết bị nhà bếp nào không ảnh hưởng đến đường truyền của tôi không? Cũng có thể, nhưng không phải là tủ lạnh. Một nguyên tắc chung là các thiết bị điện sử dụng đường ống và nước tuần hoàn không tốt cho tín hiệu Wi-Fi của bạn. Điều này là do nước có khả năng giữ năng lượng từ sóng không dây có thể làm rối kết nối của bạn. Vì vậy, có nghĩa là máy giặt quần áo và máy rửa chén của bạn cũng vậy. Nếu bạn từng gặp khó khăn trong việc lướt Facebook hoặc không thể nhắn tin cho bạn bè khi ở trong nhà bếp hoặc phòng giặt ủi thì bây giờ bạn đã biết tại sao rồi đấy. Số 5. Gương. Gương kia ngự ở trên tường, thế gian ai đẹp được giường như ta. Chúc may mắn. Xem này, liệu bộ định tuyến của bạn có đứng sau gương không? Vật liệu phản chiếu có thể giúp chúng ta kiểm tra tóc tai và cũng phản chiếu tín hiệu đến từ bộ định tuyến. Kết quả là nó cũng có thể hoạt động như một loại khiên và khiến tín hiệu bật ra khỏi nó. Khi bạn có một tấm gương gần bộ định tuyến, nó có thể làm cho tín hiệu có vẻ chậm và không ổn định. Vì vậy, có lẽ tốt nhất là không nên đặt bộ định tuyến của bạn trong phòng tắm. Số 6. Tường gạch đá. Và vấn đề này
không dễ dàng để khắc phục vì rất có thể nếu nhà hoặc căn hộ của bạn có tường gạch và đá, chúng có thể có lý do. Bạn biết đấy, các tòa nhà bao giờ cũng có các bức tường và các vật liệu xây dựng phổ biến nhất có thể làm bạn không có kết nối Internet ngon lành là đá cẩm thạch, xi măng, bê tông, thạch cao và như tôi đã đề cập, gạch. Đây là lý do tại sao trong các ngôi nhà 2 tầng, một người nào đó thường sẽ có kết nối cực kỳ yếu ở một trong các tầng, tùy thuộc vào bộ định tuyến của bạn. Một cách khác để tránh điều này là đặt bộ định tuyến của bạn ở khu vực thoáng hơn trong nhà, cách xa mọi bức tường. Điều này không hoàn toàn là lý tưởng, nhưng cũng có thể là một giải pháp nếu các vật liệu được dùng để xây dựng ngôi nhà của bạn đang làm cho bạn không có được kết nối mạnh mẽ. Và cuối cùng, số 7 may mắn, đồ nội thất và bề mặt kim loại. Bạn có thể có nhiều những thứ này xung quanh hơn bạn nghĩ. Đồ đạc bằng kim loại, kệ tủ, cửa và những thứ tương tự đều có thể đem đến cho wifi của bạn một sự ì ạch và gián đoạn. Kim loại là một chất dẫn, vì vậy nó hấp thụ điện và bạn còn nhớ tôi nói không? Tín hiệu wifi được tạo ra từ sóng vô tuyến và điện từ. Vì vậy, bất kỳ bề mặt kim loại hoặc vật thể nào trong nhà của bạn có thể ngăn cản không cho sóng phát tán ra xung quanh nhà. Để có tín hiệu tốt nhất có thể, hãy đảm bảo rằng bộ định tuyến của bạn không được đặt trên kệ kim loại hoặc bị chặn bởi bất kỳ đồ nội thất bằng kim loại nào. Chắc chắn là mỗi người có một cách cài đặt khác nhau, vậy nếu bạn làm theo danh sách lời khuyên này, bạn vẫn có wifi tồi tệ thì sao? Sau đây là một loạt các mẹo chắc chắn sẽ nhanh chóng giúp ích cho bạn. Cập nhật chương trình cơ sở cho bộ định tuyến không dây của bạn. Đôi khi tất cả những gì cần làm chỉ là cập nhật cho bộ định tuyến của bạn. Nếu bạn không biết, chương trình cơ sở tương tự như phần mềm, như hệ điều hành trên điện thoại hoặc máy tính của bạn, được lưu trữ vĩnh viễn trong một phần cứng như bộ định tuyến của bạn. Tuy nhiên, không giống như điện thoại hoặc máy tính của bạn, khi có một bản cập nhật có sẵn, bạn không nhận được thông báo về điều đó. Hầu hết các bộ định tuyến hiện đại vẫn thực hiện quá trình này khá dễ dàng. Yêu cầu đơn giản là đăng nhập vào màn hình quản trị bộ định tuyến và nhấp vào nút cập nhật chương trình cơ sở. Các bộ định tuyến cũ hơn có thể yêu cầu bạn truy cập trang web của nhà sản xuất, tải xuống tệp và bạn phải cài đặt từ máy tính của mình. Ngay cả khi bạn gặp rắc rối với wifi của mình thì điều đó cũng có ích để nhắc bạn luôn cập nhật chương trình cơ sở cho bộ định tuyến của bạn, cả các cải tiến hiệu suất và bản vá bảo mật khác. Đặt bộ định tuyến ở nơi thích hợp. Tôi đã nói về điều này rồi, nơi bạn đặt bộ định tuyến có thể có tác động lớn nhất đến chất lượng tín hiệu. Bạn có thể giấu cái hộp xấu xí này đằng sau một đống sách hoặc trò chơi điện tử hoặc trong tủ. Nhưng nếu nhận được tín hiệu tốt nhất là mối quan tâm của bạn thì đây không phải là một ý tưởng tuyệt vời. Một khu vực mở là lý tưởng. Nếu bộ định tuyến có anten để điều chỉnh, hãy đặt chúng theo chiều dọc để có vùng phủ sóng tốt nhất. Nếu bạn có thể đặt nó cao hơn trong không gian của bạn, điều đó cũng có ích. Cuối cùng, tìm kiếm nhanh trên cửa hàng ứng dụng sẽ dẫn bạn đến nhiều công cụ giúp xem phạm vi phủ sóng và hiển thị các điểm yếu và mạnh trong mạng của bạn ngay trên điện thoại hoặc máy tính bảng. Kiểm tra tần số. Hãy nhớ tất cả những gì tôi nói về tín hiệu và cách một số thiết bị như lò vi sóng có cùng tần số với một trong những băng tần wifi phổ biến nhất. Hầu hết các bộ định tuyến sẽ cho phép bạn thay đổi điều này trong cài đặt quản trị viên. Nếu bạn có một bộ định tuyến băng tần kép thì nó có thể có tần số khác 5GHz không được bật. Vì vậy, hãy dành vài phút để kiểm tra và đảm bảo rằng bạn đã kích hoạt tùy chọn này. Sắm một bộ mở rộng Wi-Fi. Nếu bạn cần bao phủ nhiều không gian, đây có thể là lựa chọn tốt nhất của bạn. Thực tế là bộ định tuyến của bạn chỉ có thể bao phủ không gian nhất định, và nếu bạn có nhiều không gian hơn giới hạn của nó hoặc có rất nhiều rào cản không thể tránh khỏi như những bức tường gạch, bạn có thể làm gì? Bộ mở rộng phạm vi có vẻ tương tự như bộ định tuyến thông thường, nhưng chúng không hoạt động như nhau. Đầu tiên, chúng sử dụng tín hiệu Wi-Fi hiện có từ bộ định tuyến chính của bạn và sau đó phát lại nó. Theo như cách bộ định tuyến của bạn kết nối với nó trông giống như một thiết bị khác trên mạng, như máy tính xách tay hoặc máy tính bảng của bạn. Mặc dù nó không giống như một bộ định tuyến, bạn vẫn cần xem xét các quy tắc tương tự để quyết định nơi đặt nó. Bạn phải chắc chắn rằng nó đủ gần với bộ định tuyến để nó nhận được tín hiệu tốt, nhưng cũng phải gần nơi tín hiệu bị yếu đi để mở rộng tín hiệu.
một tín hiệu mở rộng sẽ không tốt hoặc nhanh như ban đầu, nhưng nó chắc chắn sẽ cho phép bạn lấy tập tin cho sếp và cập nhật đội hình thể thao trong mơ của bạn trước khi quá muộn. Khi nào bạn cảm thấy mất kết nối Wi-Fi bất tiện nhất, xin vui lòng để lại bình luận cho tôi biết với nhé. Nếu bạn đã biết thêm được điều gì đó mới mẻ trong video hôm nay, thì hãy để lại một like và chia sẻ nó với bạn bè của mình nha. Chúng tôi còn có rất nhiều video thú vị dành cho bạn. Tất cả những gì bạn phải làm là chọn một video trái hoặc phải, nhấp vào nó và thưởng thức. Cùng soi sáng cuộc sống nào!